Đất rừng Phương Nam đạt doanh thu khủng giữa ồn ào bị thẩm định lại, sau 3 ngày chiếu sớm, phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam thu về số tiền vượt chi phí sản xuất dù 20, 10 mới công chiếu rộng rãi, phim chính thức công chiếu rộng rãi từ ngày 20 tháng 10 nhưng đã có các suất chiếu sớm trong 3 ngày 13, 14 và 15, 10. Tính đến sáng ngày 16 tháng 10, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, phim đã thu về gần 45 tỷ đồng. Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả nhưng Đất rừng Phương Nam cũng vướng ồn ào ngay khi ra mắt phim bị chỉ trích xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn do vậy lãnh đạo bộ văn hóa thể thao du lịch đã yêu cầu thẩm định lại bộ phim và buổi làm việc giữa cục điện ảnh và đại diện nhà sản xuất đất trường phương nam đã diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 10 để rà soát lại những vấn đề khán giả phản ánh ông vi kiến thành cục trưởng cục điện ảnh cho biết sau buổi làm việc nhà sản xuất đã chủ động đề xuất sửa phần thoại trong phim chuyển từ nghĩa hòa đoàn thành nam hòa đoàn và thiên địa hội thành chính nghĩa hội nhằm tránh sự liên tưởng đến thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn từ thời nhà thanh của trung quốc Quá trình chỉnh sửa hoàn thành trong ngày 15 tháng 10, người đứng đầu ngành điện ảnh cho hay sẽ giám sát xem bản phim có được chỉnh sửa hay chưa khi đất rừng phương Nam công chiếu rộng rãi từ ngày 20 tháng 10. Nếu phát hiện nhà sản xuất không thực hiện như cam kết, cục điện ảnh sẽ có biện pháp mạnh hơn, đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Phim được làm dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoàn giỏi với kinh phí đầu tư lên tới 40 tỷ đồng. Sức hút từ bộ phim cũng như độ hoành tráng của tác phẩm. Hiệu quả truyền miệng mạnh mẽ khiến đất rừng phương Nam gây sốt ngay khi ra rạp với số lượng suất chiếu dày đặc suốt cuối tuần qua bộ phim gần như nhấn chìm các tác phẩm công chiếu cùng thời điểm. Trong đó, thành phố ngủ gật cùng ra rạp ngày 13 tháng 10 nhưng chỉ thu về chưa đầy 100 triệu đồng. Cú máy ăn tiền, tác phẩm đình đám của điện ảnh Hàn Quốc nhận được tràng pháo tay dài 12 phút ở liên hoan phim Cannes 2023 có doanh thu chưa đầy nửa tỷ đồng sau 3 ngày ra mắt.